Chào mừng các bạn đã đến với Citron Technologies. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chương trình nhận diện khuôn mặt cơ bản với OpenCV trên Raspberry Pi 400. Và trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn hãy nhấn like và theo dõi kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi nhé. Trong dự án này, những phần cứng chúng ta cần là Raspberry Pi 400, thẻ nhớ microSD chứa phiên bản mới nhất của hệ điều hành Raspberry Pi OS, webcam USB và nguồn điện cho Raspberry Pi 400 qua cổng USB Type-C. Hãy lắp thẻ nhớ vào máy, sau đó kết nối dây micro HDMI, tiếp theo là webcam vào cổng USB và cuối cùng hãy cấp nguồn cho Pi 400. Nhấn tổ hợp phím Function F10 để khởi động. Cái này chắc các bạn cũng đã biết rồi. Bây giờ, hãy kiểm tra xem bạn đã cài OpenCV chưa nhé. Hãy mở Terminal để cài đặt Face Recognition và IM Utility. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một thư mục mới với tên Face Recognition. Vào trong thư mục này và tạo ra một thư mục khác với tên Datasheet. Cuối cùng, tạo một thư mục mang tên của bạn. Hãy mở Tony Python IDE. Tạo một file mới và lưu vào thư mục Face Recognition. Các bạn hãy copy và sử dụng đoạn code mẫu đã chia sẻ ở trang hướng dẫn của Citron nhé. Hãy thay thế phần này bằng tên của bạn. Nhấn Save để lưu và chạy chương trình. Để bắt đầu chụp ảnh, nhấn Spacebar. Hãy chụp những góc độ khác nhau của khuôn mặt bạn để việc nhận diện được dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành, bạn có thể nhấn nút Escape để thoát. Những ảnh đã chụp sẽ được lưu vào thư mục mang tên của bạn. Tiếp theo, hãy tạo một file mới. Copy đoạn code mẫu và lưu chúng vào cùng thư mục mà chúng ta vừa tạo. Ta lại tiếp tục tạo thêm một file mới và dán code mẫu vào. Hãy sao chép đường dẫn này và dán vào trình duyệt. Chọn Save As và lưu nó vào thư mục mà chúng ta vừa sử dụng. Nếu bạn muốn thêm một người vào cơ sở dữ liệu của hệ thống nhận diện, hãy tạo một thư mục với tên của người đó và chạy file Face Shot dưới tên của họ. Và các bạn đừng quên lưu file thứ ba của chúng ta lại nhé.
Bạn không cần phải chạy hết những file này, chỉ cần lưu chúng vào cùng một thư mục là được. Ở đây, chúng ta có tất cả là 4 file và toàn bộ thư mục hình ảnh chứa cơ sở dữ liệu để nhận diện. Hãy mở Terminal, di chuyển tới thư mục Face Recognition và chạy file Train Model. Sau khi chạy file xong, chúng ta có thể mở Face Rec rồi. Màn hình webcam sẽ mở ra trong một vài giây. Các bạn hãy nhìn vào camera. Nếu như chúng ta thấy có một hình màu xanh xung quanh mặt kèm với tên, model đã được train thành công để nhận diện khuôn mặt của bạn. Và cuối cùng, nhấn Quy để thoát. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Văn, đến từ Citron Technologies. Xin chào và hẹn gặp lại.